đoàn làm phim đang tuyển diễn viên để đóng phim Cầu Vàng, một bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao. Có rất nhiều người đến để ứng tuyển làm diễn viên cho bộ phim này, trong đó có cả én. Xin mời bạn én lên diễn thử. Quá tuyệt vời, diễn cảnh Cầu Vàng bị lôi đi thật nhập vai và xuất thần. Chó thế này mới là chó chứ. Cầu được chọn. Vâng, nhờ khả năng diễn xuất đỉnh của chó, én đã được đạo diễn cho thủ vai Cầu Vàng, tức là chủ chó của Lão Hạc. Sau đó, bộ phim của én đã được công chiếu tất cả các rạp trên toàn quốc. Cảnh phim Lão Hạc vì quá nghèo khổ nên phải bán con chó mà mình yêu quý đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả, khiến bộ phim này đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Bộ phim tuyệt vời, con chó đóng quá đạt, và diễn Cầu Vàng đã đánh thức tính chó trong tôi. Cầu Vàng đã lấy đi của tôi quá nhiều nước mắt. Sau đó, hàng loạt trang báo lá cải, lá mít đều đăng bài về én. Cầu Vàng thành công nhất mọi thời đại, nổi tiếng nhờ đóng vai chó. Bộ phim của én đã đạt giải Oscar và đài truyền hình đã mời nó đến để tham dự một chương trình truyền hình trực tiếp. Xin chào mừng quý vị đến với The Tonight Show. Hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ én, anh bạn nhỏ vừa đoạt giải Oscar. Em có thể chia sẻ lý do nào mà em quyết định thử vai Cầu Vàng để rồi làm nên tên tuổi như ngày hôm nay? Em không casting vai Cầu Vàng. Ủa, sao nghe đồn em diễn thử vai chó rất thuyết phục mà. Hôm đó em casting vai Lão Hạc và em diễn cảnh Lão Hạc ăn bà chó. Ồ, thế mà lúc đi thử vai, ông đạo diễn lại khen nó: chó thế này mới là chó chứ, cầu được chọn. Ê bà kia, nhấn đăng ký và bật chuông.